Mỗi tối làng trẻ SOS Huế lại rộn ràng tiếng nói cười của lớp học tiếng Anh miễn phí do các sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế tổ chức. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, những thành viên tình nguyện đã có cơ hội trao đi yêu thương và cùng làng trẻ em SOS làm nên một mùa hè đầy ý nghĩa. Ngoài việc tự học tại nhà mỗi tối, thì mùa hè năm nay, các em nhỏ tại làng trẻ SOS Huế lại có thêm niềm vui khi được tham gia lớp học tiếng Anh miễn phí do các bạn sinh viên trường Đại học Sư phạm tổ chức. Hình thức dạy học kết hợp vừa học vừa chơi với các hoạt động trải nghiệm theo chủ đề, không gò bó trong khuôn khổ giáo án nên càng tăng thêm sự yêu thích, khơi dậy sự đam mê tiếng Anh đối với các em. Với sự nhiệt huyết của các bạn tình nguyện viên và sự hào hứng của các bạn nhỏ, lớp học đã gặt hái những thành quả đầu tiên. Đó là các bạn đã có thể trình bày các chủ đề về gia đình, trường lớp, bạn bè bằng tiếng Anh một cách tự tin và thoải mái. Hi, my name is Yanyi. My dream is a singer. Hi, my name is Thanyi. I like listening to music and reading book. Đây là một mô hình khá mới để nhằm nâng cao hứng thú học tập về tiếng Anh cho các bạn nhỏ ở làng, đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm xen kẽ với học tập. Tại vì tuổi trẻ em thì vấn đề học tập, học thuần thì các cháu sẽ rất khó hấp thu, mà đòi hỏi phải có một sự trải nghiệm và vui chơi, thì lúc đó các cháu mới có đủ cái hứng thú và nâng cao cái vốn kiến thức của mình ở nhà trường nhiều hơn, và thông qua đó cũng nâng cao cái sức học tiếng Anh và cái sự hiểu biết về thế giới nhiều hơn. Gắn chuyên môn và hoạt động tình nguyện là cách làm được các trường đại học hiện nay rất quan tâm trong các chiến dịch tình nguyện hè. Vì vậy mà mùa hè năm nay, dự án luyện tập tiếng Anh cho các bạn nhỏ làng trẻ SOS được đặt tên là Dream Garden, do câu lạc bộ Bi trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Sư phạm Đại học Huế đã được thực hiện tại làng trẻ SOS. Đây là các bạn sinh viên đến từ các khoa của trường Đại học Sư phạm Đại học Huế. Hàng tuần các bạn sinh viên sẽ sắp xếp thời gian đến lớp và dạy học cho các em nhỏ. Không quản ngại khó khăn, dù là trong thời tiết nắng nóng hay còn có những kế hoạch ôn luyện hè dở dang, các thành viên của dự án đều tranh thủ thời gian rảnh để tới làng trẻ cùng học tập, vui chơi với các em nhỏ. Bỏ qua những bỡ ngỡ ban đầu của các bạn sinh viên năm 2, năm 3 khi lần đầu đứng trên bục giảng, với những chủ đề gần gũi, thú vị đã mang đến cho các bạn nhỏ niềm vui, và chính các bạn tình nguyện viên cũng đã có những kinh nghiệm sống bổ ích. Em muốn tạo môi trường để cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt ở làng trẻ mẹ đối Huế thì có thể tham gia trải nghiệm các hoạt động ngoại khóa tiếng Anh, và tạo môi trường cho các bạn thành viên có thể tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Và đấy là dự án mà câu lạc bộ đã ấp ủ từ lâu. Và bên cạnh đó thì muốn xây dựng hình ảnh sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế tự tin dùng tiếng Anh và hội nhập quốc tế. Thông qua việc tiếp xúc với các bạn nhỏ ở làng trẻ SOS thì tụi em được gặp nhiều hoàn cảnh khá đặc biệt, và từ đó thì tụi em biết cách nắm vững tâm lý của các bạn nhỏ, và từ đó thì giúp cho tụi em thấy được cái dự án này vô cùng ý nghĩa, vừa tạo ra một sân chơi lành mạnh bổ ích, vừa tạo ra được một môi trường có kiến thức, có vui chơi cho các em. Bằng nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ, mỗi một thành viên của câu lạc bộ đã góp phần truyền cảm hứng cho các em làng trẻ SOS nuôi dưỡng đam mê, hoài bão, phấn đấu vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Các giáo viên tương lai đã cùng nhau xây dựng nên những lớp học yêu thương và tràn ngập tiếng cười tại làng trẻ SOS, cùng nhau làm nên một mùa hè đầy ý nghĩa.